Tàu chiến Anh, Mỹ lần lượt hành động ở Biển Đông giữa lúc Trung Quốc tập trận. Mỹ cam kết giúp Việt Nam tăng cường năng lực hàng hải. Mỹ muốn thăm dò Việt Nam về khả năng lập quan hệ đối tác chiến lược. Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan lần thứ 7 trong năm. Chọc giận Trung Quốc, Lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã thông qua một loạt đạo luật ủng hộ Đài Loan. Kính chào quý khán giả đang theo dõi mục tin Biển Đông và eo biển Đài Loan ngày 30 tháng 7 của Đài TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mở đầu là các tin tức về Biển Đông. Thưa quý vị, một số tàu chiến và đơn vị từ 3 lực lượng chuyên trách thuộc hạm đội 7 của Mỹ đã vừa lập nhóm hành động trên biển SAG ở Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc đang liên tục tập trận ở vùng biển này. Cụ thể là SAG gồm có tàu tác chiến cận bờ USS Tulsa, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Kiss và một đơn vị chuyên xử lý bom đạn và chất nổ. Theo thông báo được đăng trên website của hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ vào ngày 28 tháng 7, đây là lần đầu tiên tàu tác chiến cận bờ và tàu khu trục tên lửa dẫn đường lập SAG, mở rộng các khả năng có thể hỗ trợ chỉ huy hạm đội 7 để tiến hành nhiều hoạt động tác chiến ở vùng biển khu vực. Theo thông báo của SAG thì đã thể hiện nhiều khả năng trong các lĩnh vực như là tác chiến trên biển và chống tàu ngầm thủy lôi. Chỉ huy nhóm tác chiến viện chinh 7 Chris Enda đã nhấn mạnh trong thông báo rằng, việc kết hợp các khả năng của những đội này thành một thể hệ cam kết của chúng tôi đối với ổn định khu vực. Khả năng thích ứng của những lực lượng được triển khai là những chỉ dấu rõ ràng về sự hỗ trợ liên tục của hạm đội 7 đối với một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Điều thú vị là cả hai thông báo của Anh và Mỹ đã được đưa ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đang liên tục tập trận ở Biển Đông. Vào hôm qua, ngày 29 tháng 7, quân đội Trung Quốc đã thực hiện cuộc tập bắn đạn thật ở Biển Đông, ở khu vực gần bờ biển phía đông đảo Hải Nam, theo thông báo được đăng trên website của Cục Hải sự Trung Quốc. Trước đó, Cục Hải sự Trung Quốc đã đăng thông báo một cuộc tập trận bắn đạn thật đã diễn ra ở phía bắc Biển Đông từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7, và một cuộc tập trận diễn ra một khu vực khác ở phía bắc Biển Đông từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7. Tính từ đầu năm đến nay, thì quân đội Trung Quốc đã tiến hành hoặc là lên kế hoạch ít nhất là 26 cuộc tập trận ở Biển Đông so với con số ít nhất là 20 cuộc tập trận trong năm 2020, theo các thông báo được đăng trên website của Cục Hải sự Trung Quốc. Thưa quý vị, tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với một thông tin đáng chú ý về chính sách hàng hải của Mỹ đối với Việt Nam. Đô đốc Karl Church, tư lệnh tuần duyên Mỹ, đã có cuộc họp báo ngắn với truyền thông châu Á vào sáng ngày 29 tháng 7. Trả lời câu hỏi về hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam, Đô đốc Church cho biết Việt Nam đang tăng cường xây dựng năng lực của cảnh sát biển và Mỹ đang giúp củng cố quá trình này. Ông đã chỉ ra việc Mỹ đã chuyển giao các tàu tuần duyên loại biên cho Việt Nam và cử sĩ quan tuần duyên giữ vai trò liên lạc viên. Đô đốc Church đã nêu quan điểm rằng các quan chức Việt Nam mà tôi đã gặp cam kết việc vận hành những con tàu này để đối phó với những thứ đi ngược lại an ninh quốc gia và lợi ích khu vực. Tôi tin đó là một điều tốt. Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác quan trọng của Mỹ tại khu vực. Mỹ đã chuyển giao các tàu tuần tra của tuần duyên Mỹ cho Việt Nam và Philippines, xem đây là một phần trong các nỗ lực tăng cường năng lực hàng hải cho các nước Đông Nam Á. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, thì tàu tuần duyên USCCC John Mistress đã về đến Việt Nam vào đầu tháng 7. Đây là tàu tuần tra dòng 20 tấn thứ hai đã được Mỹ chuyển cho Việt Nam theo chương trình chuyển giao thiết bị quốc phòng dư thừa. Tàu tuần duyên đầu tiên đã gia nhập cảnh sát biển Việt Nam vào năm 2017, mang số hiệu là 8020. Chính phủ Mỹ đã tặng con tàu này nhằm minh chứng cho sự hợp tác an ninh hàng hải chặt chẽ giữa hai nước và giúp bảo đảm trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã nhấn mạnh trên Facebook chính thức vào ngày 23 tháng 7. Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về khả năng tuần duyên Mỹ tham gia các chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải trên Biển Đông, thì Đô đốc Chuốc đã cho biết, các tàu của lực lượng tuần duyên Mỹ được cử đến Tây Thái Bình Dương sẽ do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương quản lý. Ông Chuốc đã nói rằng, tuần duyên Mỹ đóng vai trò hỗ trợ nguồn lực và nhân lực, và triển khai như thế nào sẽ do Hải quân quyết định. Nhưng nếu bạn hỏi tôi khả năng tuần duyên tham gia các chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải hay không, tôi tin điều này là rất có thể. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đang tăng cường hợp tác quân sự và an ninh với Việt Nam, củng cố thêm liên minh ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, câu hỏi còn lại đối với Hà Nội là tìm được thế cân bằng giữa Bắc Kinh và Washington.
đâu là phản ứng của Trung Quốc trước viễn cảnh với sự trợ giúp của Mỹ? Việt Nam có nâng cấp khả năng phòng thủ hay không? Washington và Bắc Kinh cũng đang nhìn về Hà Nội, và lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hội đàm với đồng nhiệm Việt Nam Phan Văn Giang. Sau 25 năm bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Mỹ vốn là cựu thù, càng ngày thúc đẩy hợp tác quân sự. Đây sẽ là một trong những điểm chính được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thảo luận với lãnh đạo Việt Nam vào hôm qua, ngày 29 tháng 7 năm 2021. Trả lời báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, chuyên gia về Đông Nam Á Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Yusor Aishak ở Singapore đã đánh giá, những tham vọng trong khu vực của Trung Quốc ngày càng lớn, thì Việt Nam và Mỹ càng chú trọng nhiều hơn vào việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quân sự song phương, đặc biệt là tại Biển Đông. Thay vào đó, Việt Nam là một trong những quốc gia có lập trường cứng rắn nhất, cưỡng lại Trung Quốc, dùng bản đồ chính đoạn khẳng định chủ quyền với gần hết Biển Đông. Theo giới phân tích, hợp tác quân sự luôn luôn là một điểm nhạy cảm trong quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 2014, sau sự kiện giàn khoan dầu của Trung Quốc hiện diện trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông, trong 10 tuần lễ liên tiếp, các chính quyền Mỹ đã liên tiếp điều hành cho Việt Nam nhiều ưu ái và có những dấu hiệu cho thấy dường như có khuynh hướng trông cậy vào Việt Nam nhiều hơn. Thứ nhất là trong cuộc điều trần tại Thượng viện vào đầu tháng 7 năm 2021, ông Mark Knapper, người vừa được Tổng thống Biden bổ nhiệm làm đại sứ tại Việt Nam, đã nêu khả năng Mỹ xem Việt Nam là một đối tác chiến lược. Theo phân tích của giáo sư Carrie Taylor, học viên quốc phòng Úc, Bộ trưởng Lloyd Austin đến Hà Nội lần này là nhằm để thăm dò ý kiến của giới lãnh đạo Việt Nam về kịch bản này. Theo giáo sư Taylor, tướng Lloyd Austin và các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ thay đổi về tầm nhìn chiến lược, về cách xử lý trong quan hệ với Trung Quốc và về những ưu tiên của phía Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng cho giai đoạn sắp tới. Dấu hiệu thứ hai là đối với Washington, Việt Nam đã ngày càng trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Do vậy, có nhiều khả năng là Việt Nam sẽ mua vũ khí và trang bị thiết bị quân sự của Hoa Kỳ. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã nhắc lại rằng từ năm 2016, Mỹ đã dỡ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam, nhưng nguồn cung cấp chính của Việt Nam tới nay vẫn là Nga. Vào năm 2017, Tổng thống Trump đã từng trực tiếp khuyến khích Hà Nội trang bị tên lửa về hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ. Tờ báo Hồng Kông này còn trích dẫn tiến sĩ Phạm Quang Minh, nguyên viện trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, đã nhắc lại mong muốn của Mỹ cung cấp vũ khí cho Việt Nam và các trang thiết bị quân sự của Hoa Kỳ, cho phép Việt Nam tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Biển Đông. Các ý định đó của Mỹ sẽ khiến cho Trung Quốc không hài lòng. Chưa bao giờ Bắc Kinh chấp nhận để cho Việt Nam được giúp đỡ tăng cường sức mạnh quân sự, thậm chí cho dù là từ Nga. Vẫn là chuyên gia Lê Hồng Hiệp được South China Morning Post trích dẫn cho rằng Trung Quốc không muốn Việt Nam và Mỹ đẩy mạnh quan hệ quân sự hay là Hoa Kỳ giúp đỡ bất kỳ một quốc gia nào khác trong khu vực trên phương diện này. Câu hỏi còn lại là về mặt an ninh và quân sự, Việt Nam sẽ hợp tác với Mỹ đến mức độ nào? Còn về phía Trung Quốc, như một số nhà phân tích đã ghi nhận, có nhiều khả năng Bắc Kinh tránh công khai lên tiếng về hợp tác Mỹ-Việt. Nhưng ở hậu trường thì Trung Quốc có thể có những tính toán nào khác và sẽ kiên nhẫn với Việt Nam cũng như là với các đối tác hữu nghị với Mỹ ở Đông Nam Á này trong bao lâu. Một câu hỏi khác đang đặt ra đó là sự can thiệp dồn dập của Hoa Kỳ trong khu vực này liệu có nguy cơ khiến cho Trung Quốc càng tỏ ra thái độ quyết đoán hơn nữa hay không? Điều chắc chắn là chuyến công du Việt Nam lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhằm hai mục tiêu là vừa thăm dò ý định của Hà Nội, vừa nhằm quan sát phản ứng của Bắc Kinh. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các tin tức liên quan đến eo biển Đài Loan. Thưa quý vị, tàu khu trục USS Benford của Mỹ vừa di chuyển qua eo biển Đài Loan ngay sau khi Trung Quốc có những cuộc tập trận gần khu vực. Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ đã thông báo tàu khu trục USS Benford đã di chuyển thường lệ qua eo biển Đài Loan vào ngày 28 tháng 7. Thông cáo nêu rằng tàu chiến di chuyển qua vùng biển quốc tế phù hợp với luật quốc tế. Việc di chuyển của tàu qua eo biển Đài Loan chứng minh cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ sẽ bay, di chuyển và hoạt động tại bất cứ đâu luật pháp quốc tế cho phép. Thông cáo nêu, cơ quan phòng vệ Đài Loan vào ngày 29 tháng 7 đã xác nhận tàu Benford đã di chuyển qua eo biển theo hướng Nam lên Bắc, đồng thời mô tả tình hình vẫn bình thường. Theo trang USNI News, đây là lần thứ 7 tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan trong năm nay. Lần hoạt động gần nhất là vào tháng 6 của tàu khu trục USS Cold Wilbur. Khi đó, thì quân đội Trung Quốc đã phản ứng và cho rằng hành động của Mỹ là cố tình gây tổn hại an ninh, ổn định và hòa bình tại khu vực.
Trước khi đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 28 tháng 7, tàu Benfor vào ngày 12 tháng 7 đã thực hiện hoạt động tuần tra bảo vệ tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng Trung Quốc đang chiếm đóng phi pháp. Tàu Benfor đã di chuyển qua eo biển Đài Loan ngay sau khi Trung Quốc cuối tuần trước đã thông báo quân đội nước này đã thực hiện một loạt cuộc tập trận trên biển, trên không và trên bộ tại các khu vực gần Đài Loan. Hiện tại thì quân đội Trung Quốc được cho là đang tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật ở phía Bắc Biển Đông. Thưa quý vị, Hạ viện Hoa Kỳ vào hôm qua, thứ Tư, ngày 29 tháng 7, đã thông qua dự luật phân bổ bao gồm một sửa đổi cấm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chi tiền mua, tài trợ, sử dụng, in bất cứ bản đồ nào mà mô tả Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Vào tối thứ Tư, thì Hạ viện đã thông qua dự luật chiếm đoạt hoạt động nước ngoài và các chương trình liên quan cho năm tài chính 2022, trị giá khoảng là 62,2 tỷ đô la Mỹ, với 217 phiếu ủng hộ, trong khi có 212 người phản đối. Bao gồm trong dự luật là một sửa đổi được đề xuất bởi Tom Tiffany, Steve Chapport, Scott Perry, Kat Kemmerick và Mike Gallagher. Cấm Bộ Ngoại giao chi tiền cho các bản đồ mô tả Đài Loan là một lãnh thổ của Trung Quốc. Trong tuyên bố trên sàn của mình thì Tiffany đã mô tả sửa đổi là một biện pháp thông thường vì tất cả chúng ta đều biết rằng Đài Loan chưa bao giờ là một phần của Trung Quốc. Ông Tiffany đã chỉ ra rằng người dân Đài Loan đã tự bầu ra các nhà lãnh đạo của họ, nâng cao lực lượng vũ trang của riêng họ, thực hiện chính sách đối ngoại của riêng họ và duy trì các hiệp định thương mại quốc tế của riêng họ. Ông đã nhấn mạnh rằng Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền, dân chủ và độc lập bằng mọi biện pháp và những tuyên bố ngược lại là đơn giản là sai. Nghị sĩ đã chỉ trích chính sách của Trung Quốc mà Mỹ đã theo sau từ những năm 1970 là lập luận không có thật của Bắc Kinh, rằng Đài Loan là một phần của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tiffany đã mô tả chính sách này là không trung thực và kêu gọi bỏ nó. Ông đã thừa nhận rằng mặc dù không thể chấm dứt chính sách mua Trung Quốc bằng dự luật chiếm đoạt, nhưng Quốc hội ít nhất là có thể yêu cầu các bản đồ trung thực ngăn chặn sự dối trá của mua Trung Quốc. Kết luận phần phát biểu của mình, ông đã tuyên bố rằng Trung Quốc là Trung Quốc và Đài Loan là Đài Loan. Ngoài ra, cùng ngày 28 tháng 7, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ hỗ trợ Đài Loan lấy lại tư cách quan sát viên tại Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Thượng nghị sĩ Cộng hòa Pope Menendez cho rằng, cách làm của Trung Quốc ngăn chặn sự tham gia của Đài Loan vào WHO là hẹp hòi và có thể gây hại cho cộng đồng quốc tế. Dự thảo này là do ông Pope Menendez và một thượng nghị sĩ Cộng hòa khác là Jim Inhofe đề xuất vào tháng 3. Nội dung đã yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ xây dựng chiến lược hỗ trợ Đài Loan lấy lại tư cách quan sát viên tại Đại hội đồng Y tế Thế giới. Ông Menendez đã nói vào ngày 28 tháng 7 rằng dự luật nêu rõ Mỹ phải hành động nhiều hơn để hỗ trợ sự tham gia quốc tế của Đài Loan, đặc biệt là trong Tổ chức Y tế Thế giới. Theo trang tin Trung Quốc Guangzhou vào ngày 29 tháng 8, thì trước động thái của Lượng viện Mỹ, phía Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ. Vào ngày 28 tháng 7, bà Chu Phượng Liên, người phát ngôn của Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ Viện cho biết, để đáp lại những nhận xét sai lầm của các nhà chức trách đảng Dân Tiến liên quan đến Mỹ, bà nói, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc bằng những hành động thiết thực. Trên thế giới thì chỉ có một Trung Quốc và Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc. Đây là một sự thật sắt đá mà không ai hay là bất kỳ thế lực nào có thể thay đổi được. Nếu chính quyền đảng Dân Tiến và thế lực ly khai Đài Loan độc lập dám khiêu khích, họ sẽ chỉ kết thúc trong thất bại hoàn toàn. Không ai được đánh giá thấp ý chí, quyết tâm và bản lĩnh bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Trung Quốc. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 29 tháng 7, ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khi đó đã trả lời câu hỏi liên quan rằng Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Nguyên tắc mùa Trung Quốc là cơ sở chính trị của quan hệ Trung-Mỹ và cũng là nhận thức chung của cộng đồng quốc tế. Các dự luật liên quan của Quốc hội Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc mùa Trung Quốc và các quy định trong ba bản thông cáo chung Trung-Mỹ, cũng như là các nguyên tắc cơ bản được khẳng định trong Nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và Nghị quyết 251 của WHO. Trung Quốc đã kiên quyết phản đối điều này. Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, các bên liên quan ở Mỹ cần dừng ngay việc thúc đẩy xem xét các dự luật tiêu cực liên quan đến Đài Loan và ngừng phát đi tín hiệu sai lệch cho thế lực Đài Loan độc lập, dừng ngay việc mở ra cái gọi là không gian quốc tế cho Đài Loan. Kính thưa khán giả, một tin Biển Đông và eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.